chương 1 nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Tại biệt thự Enzo đồ sộ tại đất nước Mỹ xa xôi nó đang ung ung ngồi thưởng thức ly cà phê nguyên chất chương 2, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Xe hai tụi nó dừng trước một căn biệt thự màu trắng đen rộng hơn 8.000 mét vuông, cao 5 tầng. Xung quanh là hoa viên trồng toàn hoa hồng. Hai tụi nó dịu dàng bước vào nhà hai hàng dài dài khoảng 80 người hầu và 40 vệ sĩ cung kính cúi chào, mừng các tiểu thư trở về, đồng thanh, các người lui đi, cô nói rồi cùng nó bước vào trong, con chào các pama nó dịu dàng nói rồi ngồi xuống ghế, diễn kịch giỏi quá chị ơi, à, pa ma, nhớ mọi người quá à. Cô hét lên rồi chạy lại ôm từng người một papa cô nhã nhặn nói các con ngồi xuống đi, bọn ta có việc cần nói dạ có chuyện gì vậy ạ nó hỏi ừm ngày mai bọn con sẽ đi học ở trường star cùng lớp với jun đồng phục đã để trên phòng các con rồi đây sẽ là biệt thự riêng của hai đứa á sao lại học chung lớp với cái ông anh rắc rối đấy hả hu hu khổ rồi ai ơi cô kêu lên anh jun đâu rồi ạ à? Nó dịu dàng nói, "À, nó ở chung với hai thằng bạn rồi." Mama nó trả lời, "Vâng ạ, à, con hiểu rồi ạ. À. Thôi tụi ta về đây nha, các con ở lại vui vẻ nha." Papa nó cười, "Vâng ạ, à, con chào mọi người." Nó nhẹ giọng nói. "Bye bye các Pama." Cô kêu to lên khi Pama tụi nó đi rồi thì nó lại trở về với cái vẻ lạnh lùng âm độ vốn có của mình. Còn cô thì lại ngang ngược như cũ khiến cho ai cũng khiếp sợ. Cô liếc qua một cái rồi gọi quản gia, quản gia lâm, cô vừa nói xong thì một người đàn ông trung niên khoảng 40 tê cung kính bước ra, dạ tiểu thư gọi tôi, ông hãy nghe cho kỹ đây. Tất cả những việc chúng tôi làm mà một ai trong cái nhà này nói ra thì coi chừng cái mạng của mấy người đó, cô nói giọng âm vực không độ, vâng ạ, à, tất cả mọi người sợ sệt vâng lời, tốt, sờ nâu. No. Lên phòng gặp tao có việc. Quản gia, mang lên cho chúng tôi hai cà phê nguyên chất không đường không sữa nó nói với giọng 100 độ vâng ạ à phòng nó. Nó đang nhâm nhi ly cà phê còn cô thì ngồi đối diện nó có chuyện gì mà mày gọi tao vậy, cô hỏi mày nghĩ như thế nào về vụ Bang Devil? Ừm, hai người đó, chỉ hắn và cậu luôn muốn lật đổ chúng ta nhưng may mà có anh Jun cản lại nên hậu quả cũng không nặng lắm nhưng gần đây có vụ hai bọn họ tấn công căn cứ của chúng ta ở Nhật Bản và Trung quốc, nhưng đừng lo tao đã khắc phục lại hết rồi. Chuyện này anh Jun cũng vừa mới biết nên không giúp được gì, mà tao cũng bảo anh Jun là không cần giúp gì để tránh khỏi nghi ngờ mối quan hệ này rồi. À mà mày sao không nói tiếng Việt Nam lúc đông người vậy? Hai tao đã nói tiếng Việt tao không thạo, nói chỗ đông sợ người ta để ý thì sao, ai nói là không thạo? Ngôn ngữ mày rất dành, âm thanh phát ra cũng rất chuẩn chỉ là chưa quen nên nói thấy khó mà thôi, tiếp xúc một thời gian thì sẽ quen dần thôi mà um, thôi không bàn chuyện này nữa. Tao có tin mới đây, gần đây tao phát hiện có một số bang thuộc quyền quản lý của ni bị gây rối rất nhiều, chủ yếu mấy vụ gây rối đó do bang Devil gây nên mà mày đưa cho tao những gì điều tra được về hai băng chủ của bang Devil đi, um, đây nè, nói rồi cô đưa ra một tập hồ sơ thông tin có kèm ảnh của từng người một. Chỉ được nhiêu đây thôi nó vừa đọc vừa nhíu mày vì nội dung trong đó, mình bật mí cho nha, Lâm Vũ Nhất Bảo. 16T, biệt danh là Jin, là sát thủ đứng thứ hai thế giới. Công tử tập đoàn Royal đứng thứ ba thế giới về mọi mặt là bang chủ của bang Devil đứng thứ hai trong thế giới ngầm. Đẹp trai, lạnh lùng, sát gái, body 6 múi siêu chuẩn. Một hot boy, một playboy thực thụ, cao 1m94, nặng 60kg. Có mái tóc màu đen nhánh, đôi mắt màu nâu đặc. Tài ba, giỏi về tất cả mọi thứ, đặc biệt là vũ khí ám sát. Thông thạo hầu hết các thứ tiếng trên thế giới. Tốt nghiệp hạng xuất sắc các ngành tài chính, quản lý thị trường, công nghệ thông tin của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới khi mới 14 tuổi. Thường sử dụng dao, súng, kiến nhật. Khi chiến đấu, IQ, 350 phần 300 Lê Hạo Minh Khánh, 16 T, biệt danh là Gen, là sát thủ đứng thứ ba thế giới. Công tử tập đoàn Resources đứng đầu thế giới về dầu khí. Là bang chủ của bang Devil đứng thứ hai trong thế giới ngầm đẹp trai, body 6 múi. Hot boy, playboy thực thụ. Cao 1m92, nặng 60kg, có mái tóc đen được vuốt lên, đôi mắt đen hút hồn. Hòa đồng, vui tính, lăng nhăng. Tài ba, giỏi về nhiều thứ đặc biệt là độc dược. Thông thạo hầu hết các thứ tiếng trên thế giới. Tốt nghiệp hạng xuất sắc các ngành. Tài chính, quản lý thị trường, công nghệ thông tin của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới khi mới 14 tuổi. Thường sử dụng phi tiêu, súng, kiếm khi chiến đấu. IQ, 300 phần 300, hừ, xem ra tao đã quá sơ suất với hai người này rồi, à mà ngày mai chúng ta cũng học cũng lớp với bọn họ thì phải, nó nói rồi nở một nụ cười khiến cho cô lại đơ mấy giây, Um. Mà mày nói mai chúng tụi mình có lịch học như thế nào? Đồng phục kiểu như nào? có quá cổ không? Đây, mày tự đọc đi, tao chưa xem nó vứt cho cô một tập tài liệu chúng ta học ở học viện Star, khối hoàng gia, mỗi tuần học từ thứ hai tới thứ bảy, được nghỉ chủ nhật. Mỗi ngày hai ca học, ca thứ nhất từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa, ca thứ hai từ 1 giờ trưa tới 4 giờ chiều. Mỗi ca ba tiết học đồng phục thì nam quần đen áo sơ mi trắng, áo vest đen khoác ngoài không bắt buộc, có cà vạt đen, trên ngực trái của áo thì có in logo trường học, khối lớp. Nữ thì áo sơ mi trắng, váy kẻ ca rô xám dài tới đầu gối, ngực trái áo cũng có in logo trường học, khối lớp. Hết rồi. Thôi được rồi, theo tao vào mật thất ốc nhó dẫn cô xuống tầng 1, đi vào cuối một dãy phòng bí mật dừng chân trước phòng số 222 có mật khẩu vân tay, bước vào. Trước mặt tụi nó toàn là những chồng sách cao hơn 3 mét. Nó bước lại bàn làm việc, xoay cái đèn ra, doạt. Một cái giá sách lùi ra một bên mở ra một cái cửa mật mã vân tay nữa, nó và cô bước vào. Một căn phòng rộng gần 400 mét vuông xuất hiện, chia ra nhiều gian không có cách ly một gian chứa vũ khí như súng đạn dao kiếm phi tiêu roi một gian chứa các loại độc dược hóa chất do nó và cô chế tạo một gian chứa các loại thuốc có loại chữa những căn bệnh mà y học thế giới còn chưa giải đáp được một gian chứa những tài liệu hồ sơ mật của băng một gian chứa thiết bị công nghệ tần số cao một gian là phòng thí nghiệm gian chính giữa là phòng làm việc của tụi nó cho cô tham quan xong nó quay sang cô và nói những mật khẩu ở đây là mật khẩu 32 ký tự, đều giống với mật khẩu trước đây ở biệt thự bên Mỹ, dấu vân tay chỉ chấp nhận của tao, mày và anh Jun. Có vấn đề gì thì cứ việc nói với tao. Ngoài ra căn phòng này, bao gồm cả phòng làm việc ngoài kia, phòng tao, phòng mày đều có từ sóng ngăn chặn khiến các máy điện thoại, laptop, máy nghe lén, camera, máy ghi âm của người ngoài bị vô hiệu hóa, các mạng lưới cũng sẽ bị chặn lại và báo cáo về máy chủ. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì đi nghỉ đi, mai còn đi học. Ok, chúc Mi baby ngủ ngon mơ ngọt nha, yêu mày nhiều lắm đó, bay, sáng mai 7 giờ sáng tại phòng khách. Nói xong nó và cô về phòng đánh một giấc ngon lành. Chương 3, nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com sáng 6, 30 am tại phòng nó, một căn phòng chỉ có ba màu trắng xám đen, rộng gần 100 mét vuông. Nó bất ngờ mở mắt ra, thu dọn chăn gối rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa. Phòng cô, 6, 35 am, một căn phòng có màu chủ đạo là trắng vàng, rộng ngang với phòng của nó. Cô đang trong trạng thái ngái ngủ mở mắt ra, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi kêu người hầu dọn giường, chị lười quá, đúng 7 giờ sáng, nó và cô bước xuống trong bộ đồng phục của trường Star. Cả hai bước lại phía bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn. Chương 4, nghe chọn bộ tại mê Chuyện audio com Xin lỗi các bạn vì hôm qua mất điện nên mình không đăng chương được, mong các bạn thông cảm cho mình ạ à. chân thành cảm ơn, mũ mũ, reng. Reng, reng, tiếng chuông giải lao vang lên khiến hắn thoát khỏi cơn, say, nó. Đúng lúc này thì cuộc trò chuyện của cô và cậu cũng kết thúc. Nó gấp laptop lại để nghỉ giải lao. Anh và cô hứng hởi chạy tới chỗ của nó rủ này baby, em có đói không? Xuống căng tin ăn chưa thôi? Em phải ăn thật nhiều nha. Đi đi mà, xuống đi mà ai yêu dấu. Đi thôi anh đói, anh dở giọng nũng nịu lắc lắc cánh tay của nó khiến ai cũng ngạc nhiên, trừ nó và cô vì chuyện này là chuyện bình thường đối với tụi nó mà, no. Nó nói một câu cộc lốc nhưng vô cùng dịu dàng khiến những ai nghe được phải ngây ngất vì thứ âm thanh phát ra từ nó. Rồi nó ngắt mũi anh một cái, nở một nụ cười thật tươi khiến cho tất cả mọi người đơ toàn tập chương 5, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Xuống tới căng tin, tụi nó và tụi hắn chọn một cái bàn ở góc khuất để ngồi. Anh hỏi nó và cô hai đứa ăn gì để anh đi lấy a cup of coffee without sugar not pure milk please. A giờ, cân phiêu, một ly cà phê nguyên chất không? Sugar, nó loay hoay nói mà không tìm ra từ để nói cho em một ly cappuccino cô anh hiểu ý em rồi ai, là một ly cà phê nguyên chất không đường không sữa đúng không? Nhưng hai đứa không được ăn uống cái kiểu này, phải ăn đồ ăn nghe chưa? Anh nhẹ giọng nói rồi lại cáu lên, ok, hip me asmo pasta, được, cho em một mì ý cỡ nhỏ, nó nói, còn em một phần cây ép nha, cô cười, ok, hai thằng mày đi theo tao, anh quay sang hai thằng, bạn tôi. Thế là cả ba cùng đi lấy đồ ăn bỏ lại nó và cô ngồi chán chết tụi hắn đi được một lúc thì không biết ở đâu, chui, ra ba con nhỏ chảnh trệ tóc xa.